Xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện bây giờ tôi đang có mặt ở nhà thờ giáo xứ Châu Nam. Nhà thờ giáo xứ Châu Nam ở huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, thuộc Tổng giáo phận Sài Gòn. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ngôi thánh đường cũng như vùng đất ở đây nhé.